Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm ôn kiến thức online tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm chấm viên phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức học câu gọi trắc nghiệm và các phương án trả lời các môn thi ở vòng 1 phần kiến thức chung tiếng Anh và tin học vòng 2 hỗ trợ các bạn phần trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành các bạn có nhu cầu học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên hãy liên hệ và với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang thông qua kết nối Zalo với thầy giáo à, thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 54 hoặc 094.3078.123 để được hướng dẫn sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng, các bạn xem video bài giảng miễn phí. Hôm nay tôi sẽ minh họa với các bạn thông thông qua cái tài liệu học câu hỏi trắc nghiệm cho cái quyết định 1624 của Bộ Y tế ban hành chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện nghị quyết số 20 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương. À, đối với các bạn ôn tập dự tuyển viên chức y tế Phải học cái tài liệu này Thì chúng ta học như thế nào trên phần mềm hình thức trách nghiệm chấm viên Các tài liệu khác hoàn toàn tương tự à, Các bạn vào Google Các bạn tải à, cái quyết định 1624 này Sau đó các bạn lưu sang file văn bản à, Trên máy tính của các bạn Rồi mỗi khi học các bạn mở cái file này lên Thì đây là cái quyết định 1624 đây À, như vậy là các bạn mở lên thì nó chia lắp vẫn màn hình rồi. Thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào nút điều khiển cửa sổ. Đối với Windows, nút điều khiển nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn. Đối với Macbook nằm tay trái đó là nút dấu trừ, chỉ mũi tên chuột vào nút dấu trừ à, nhấn nút trái nó thu nhỏ lại. Các bạn lại chỉ mũi tên à, chuột vào biểu tượng thu nhỏ, nhấn nút trái thì nó mở lên. À, chúng ta mới nhiều cửa sổ cùng một lúc để chúng ta học vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết à, sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn à, sau đó các bạn gõ địa chỉ http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trắc nghiệm chấm viên bây giờ trình duyệt nó có có tính năng bảo mật rất cao vì vậy các bạn phải gõ à, thêm đầy đủ các cái cụm từ http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trách nhiệm chấm viên sau đó các bạn ấn enter thì xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi đối với công chức thì các bạn à, ở phía trên đối với viên chức thì các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới viên chức giáo viên các cấp à, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập viên chức y tế các bạn có cái danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi à, để nhầm sang mục khác sẽ không đăng nhập được Thí dụ các bạn có cái danh mật khẩu tại mục số 7 phần kiến thức chung ôn tập dự tuyển viên chức y tế thì các bạn để nhầm sang mục số 6 là cái môn uh, ôn trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành dự tuyển viên chức y tế thì không đăng nhập được. À, thí dụ hôm nay các bạn có cái danh phần kiến thức chung ôn dự tuyển viên chức y tế mục số 7 thì các bạn để đúng con trỏ tại mục số 7 nhấn nút trái một lần sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu khi các bạn có cái danh mật khẩu các bạn phải bí mật vì sao phải bí mật à, người khác biết được đăng nhập phần mềm nó sẽ xung đột với các bạn thì các bạn không đăng nhập được à, các bạn à, chọn login để đăng nhập vào phần mềm à, vào phần mềm các bạn sẽ thấy đây là một trang khá nhiều tài liệu à, nó hàng trăm tài liệu các bạn sẽ học từng tài liệu một học hết tài liệu này đến tài liệu khác à, các bạn có điều kiện học càng nhiều càng tốt vì các bạn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi các bạn học để có kiến thức khi trúng tuyển thì các bạn làm việc tốt hơn để có kiến thức thì chúng ta sẽ tự tin làm việc nó vững chắc đó à, ví dụ như hôm nay các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới nó từ trên xuống dưới để các bạn học câu hỏi quyết định số 1624 đây rồi ban hành chương trình hành động của bộ y tế thực hiện nghị quyết số 20 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương. À, chúng ta để con trỏ tại mục này, các bạn nhấn nó trái một lần. Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới, các bạn thấy thực hiện đề thi này. Các bạn để con trỏ nhấn nó trái một lần. Sau xuất hiện tiếng Anh Start, có nghĩa là bắt đầu, nhấn nút trái vào Start. Thì học lần đầu tiên các bạn phải nạp dữ liệu vào bóp các bạn. À, các lần sau các bạn có thể tự kiểm tra đánh giá kiến thức thông qua làm bài. À, như vậy à, chúng ta phải có kiến thức thì bộ óc phải tư duy được cũng giống như là à, trí tuệ AI thì có một dữ liệu rất lớn thì mới bắt đầu à, à, nó tư duy à, như vậy chúng ta phải nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn hoặc khi thi thử mà muốn nộp bài sớm thì các bạn nhìn sang tay trái màn hình có chữ finish finish này finish finish tiếng anh có nghĩa là hoàn thành à, học lần đầu cũng như vậy để nhấn nó trái vào đây nhấn nó trái xem như mình hoàn thành nhấn nó trao chuột vào finish di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy nộp bài kết thúc nộp bài kết thúc nhấn lại một lần nữa à, phải học phương theo phương pháp nào đây chúng ta phải học hiểu nội dung à, và từ nội dung chúng ta tiến hành tư duy để rèn luyện kỹ năng tư duy và rèn luyện cái năng lực uh, ứng dụng vào thực tiễn để làm câu hỏi trách nhiệm à, các bạn đọc cái file này thì các bạn thấy nó rất nhiều thông tin nó khá nhiều thông tin thì bây giờ làm thế nào để để có thể hiểu được cái quyết định này thì các bạn thấy rằng là phải phân rã ra làm nhiều ý nhỏ mỗi một ý nhỏ uh, là một câu hỏi trách nghiệm thì căn cứ uh, ý nhỏ như vậy là chúng ta sẽ hiểu được uh, toàn bộ cái cái quyết định này nội dung này một cách sâu sắc một cách đầy đủ uh, chúng ta học theo cái phương pháp tôi vừa trình bày với các bạn để kỳ thi chính thức diễn ra thì các bạn có kiến thức rồi các bạn có phương pháp, các bạn có à, tư duy là ra đề cứ gì các bạn làm được, đó là kinh nghiệm dạy đại học nhiều năm, thì giáo thấy rằng là à, muốn dạy cho sinh viên làm bài à, sau này ra trường làm tốt, thì phải dạy cho sinh viên nó hiểu kiến thức, à, rồi nó tư duy, rồi áp dụng cái năng lực tư duy để giải quyết vấn đề thực tiễn, đó, đó là cái kinh nghiệm dạy đại học của thầy, thì giáo truyền lại cái phương pháp học như vậy để các em nắm, thí dụ đây là loại câu hỏi để mang tính chất định lượng này nhưng vẫn phải tư duy à, đâu là phương án sai về mục tiêu cụ thể đến năm 2025 nghìn à, theo cái nghị định nghị quyết à, một một sáu hai bốn này à, như vậy các bạn bắt đầu tư duy chúng ta sẽ có bốn phương án bốn lựa chọn thì chỉ được lựa chọn một phương án đúng nhất đầy đủ nhất để trả lời câu hỏi thí dụ có trường hợp a đúng b đúng mà b đúng hơn a thì phải chọn b đúng sai còn phụ thuộc vào nội dung câu hỏi thì cụ thể nội dung câu hỏi đây chúng ta tìm một phương án à, sai tức là phương án có nội dung sai với tài liệu tức là chúng ta tìm một phương án có nội dung sai với tài liệu đó thì phải tìm ra ba phương án có nội dung đúng với tài liệu rồi suy ra phương án còn lại là phương án có nội, nội dung sai với tài liệu đó là cách làm bài bản nhất à, cách làm thứ hai chúng ta có dữ liệu rồi chúng ta chỉ ra được một phương án có nội dung sai này, so với tài liệu. Mà nội dung ở đây là câu hỏi mang tính chất định lượng thì thông thường là sai về các con số. Đó, sai về các con số. Thế thì căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này? Căn cứ vào mục 2, hai nhỏ của mục 2 lớn. Thì các bạn kích chuột vào file, nhấn nút trái một lần để các bạn mở cái file này lên. Đó. Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn sẽ tìm thấy mục hai lớn đây mà tìm mục hai nhỏ đây đó các bạn tìm thấy mục hai, mục hai nhỏ đây để các bạn đối chiếu so sánh à, chúng ta sẽ bắt đầu so sánh cái soi cái thứ nhất là tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối đa à, đạt tối thiểu là 95% với 12 loại vaccine rồi giảm tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi còn 18, 5% dưới 1 tuổi còn 12,5%. Như vậy ở đây quân số 95% này, rồi quân số 18,5% này, quân số 12,5% này. Thì các bạn kích chuột vào file các bạn soi các bạn tìm đến cái tiêm chủng đây 95% này, đó, 95% này. Đó thì các bạn thấy à, toàn bộ dữ liệu trong cái dòng này là quân số 95% đúng này, quân số 18,5% đúng này quân số 12,5% đúng này. Như vậy là nó có các quân số phần trăm này đều đúng như trong tài liệu. À, thì cái nội dung phương án A là có nội dung đúng như trong tài liệu mà yêu cầu chúng ta tìm một phương án có nội dung sai với tài liệu kia. Chúng ta lại thấy là tỷ phương án B tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình à, cho y tế à, giảm khoảng 35%. À, các bạn lại kích chuột vào file. Các bạn nạp dữ liệu này vào bộ óc các bạn à, xem như thế nào. Đây, tại cái cạnh đầu dòng này. À, các bạn thấy, các bạn xôi vào đây. À, Tỷ lệ tham gia bảo hiểm đạt 95%. Đúng rồi, con số này đúng rồi. À, à, Tỷ lệ chi à, trực tiếp từ tiền túi của hộ dân cho y tế giảm 35% con số này đúng rồi đó như vậy phương án b có nội dung đúng như trong tài liệu đó rồi phương án d tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi số năm sống khỏe đạt tối thiểu 67 năm đó. chúng ta kích chuột vào file thì chúng ta thấy là căn cứ vào à, tuổi, căn cứ vào tài liệu là tuổi thọ trung bình là khoảng 75,5 tuổi. Đó, người Việt Nam tuyệt vời không này? À sống à, 75 tuổi này. tuổi thọ Số năm sống khỏe là tối thiểu 67 năm. Đó, các bạn thấy anh lại khỏe mạnh đến trong 7 67 tuổi. Quá tuyệt vời. Đó. thì như vậy, phương án D có nội dung đúng như trong tài liệu. Đó, các bạn phải ghi nhớ. Suy ra phương án còn lại, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%. À, cụ thể, xoay vào năm 2025 là tỷ lệ hài lòng người dân đạt dịch vụ y tế trên 90%. Thì các bạn kích chuột vào file, các bạn tìm đến cái, cái, cái chỉ tiêu này. Thì các bạn thấy chỉ tiêu này đến năm 2025 là đạt trên 80%. Đó. Thì như vậy cái 80% này và phương án C là trên 90% là con nội dung sai với tài liệu. Cho nên để trả lời câu hỏi này, chúng ta chọn phương án C, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%. Đó, phương án đúng trên nền vàng, G-Connect answer. Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế trên 90% là nội dung sai với tài liệu vì sao sai? Vì trong tài liệu ghi là tỷ lệ hài lòng À, của người dân với dịch vụ y tế là đạt trên à 80% mà là đến 90 thì cao quá. Đó. Thì ấy, các bạn sẽ thấy rằng từ 80 đến năm 2030 thì tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế à, mới đạt trên 90%. Đó. Cho nên đúng sai nó còn phụ thuộc vào cái mốc à À, nội dung câu hỏi nữa mà nội dung ở đây là mục tiêu cụ thể đến năm 2025 à, đến năm 2030 thì trên 90% lại đúng đó à, các bạn thấy đúng sai nó còn là nó nó còn phụ thuộc vào nội dung ở câu nội dung à, nằm trên câu hỏi nữa à, các bạn thấy tuyệt vời này các bạn cứ bình tĩnh học theo phương pháp thầy giáo vừa nêu để các bạn làm các dữ liệu này bỏ các bạn này thì có mấy con số này đối với các bạn đang đi thi thì bổn phận mình phải phải ghi nhớ những con số này để chúng ta phấn đấu Đó, để vượt qua kỳ thi. Đó, không may dư dặn câu này mà các con số thì các bạn không có dữ liệu trong bộ óc thì sẽ lung túng Đó, giới thiệu với các bạn như vậy. Để các bạn di chuyển từ trên xuống dưới để tiếp tục câu hỏi khác. còn muốn nhanh thì các bạn học lần sau các bạn muốn học lại câu nào đó cho nó chắc thì các bạn chỉ mũi tên chuột sang à, số thứ tự câu hỏi các bạn nhắn đó thí dụ sau đây các bạn đọc này à, nội dung câu hỏi đến năm 2030 à, cơ bản chấm dứt các dịch vụ cơ bản chấm dứt các dịch bệnh X, lao và loại trừ sốt Z là mục tiêu tổng quát của của cái quyết định hay là nhiệm vụ chủ yếu của quyết định hay là mục tiêu cụ thể của quyết định hay là mục đích yêu cầu trong cái quyết định này trong quyết định 1624 này thì các bạn thấy là căn cứ mục 2 thì các bạn lại kích chuột vào file các bạn tìm đến mục 2 thì các bạn sẽ thấy đến năm 2030 thì các bạn phải để ý là 2030 thì các bạn soi vào cái dòng là đến năm 2030 đây. Đó, các bạn soi vào dòng này. Thì các bạn soi từ trên xuống dưới thì các bạn thấy à, cơ bản chấm dứt các dịch bệnh S, Lao và các loại à, và loại trừ sốt rét. Thì đây là nội dung mục tiêu cụ thể đến năm 2030. Đây đây cái nội dung này chính là một là mục tiêu cụ thể đó thì như vậy các bạn sẽ chọn phương án à, trả lời của câu hỏi này chính là phương án C mục tiêu cụ thể à, chứ không phải mục tiêu tổng quát không phải nhiệm vụ chủ yếu không phải mục tiêu à, mục đích yêu cầu à, loại câu này thì các bạn nhận diện cái giá trị này là nằm trong phương án nào đó à, thì các bạn chú ý như vậy đó là học lần đầu lần sau các bạn thấy đây là nó rất cụ thể rồi một cái kết quả rất cụ thể thì các bạn sẽ suy ra nó phải là mục tiêu cụ thể đó thì nó rất dễ học có dữ liệu rồi thì bỏ các bạn suy ra thôi thì nó à, 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 rất tự nhiên thôi à, rất cụ thể mà cơ bản chấm dứt dịch bệnh hết là một là một cái nội dung rất cụ thể à, cơ bản chấm dứt à, à, bệnh lao rất cụ thể và loại trừ sốt rét rất cụ thể cho nên không thể là mục tiêu tổng quát được không phải là mục tiêu chủ yếu mà cũng không phải mục đích yêu cầu mà đây là một mục tiêu rất cụ thể rồi đó, lấy loại câu này là nhận nhận biết được ngay thôi đấy Xin giới thiệu với các bạn để nhận biết được thì đương nhiên các bạn phải luyện trên phần mềm đó rồi sau đây ví dụ câu tiếp theo à, học các nghị quyết học các quyết định à, nó các bạn thấy có một cái phương pháp không? riêng đấy đâu là mục tiêu tổng quát đó các bạn đây là câu hỏi đâu là mục tiêu tổng quát có nghĩa là trong bốn phương án đã cho phương án nào à, nối lên mục tiêu tổng quát. thí dụ phương án A nâng cao sức khỏe nhân dân, phương án B đẩy mạnh phát triển ngành dược và thiết bị y tế, phương án C đổi mới hệ thống tổ chức và à, cung cấp các dịch vụ y tế, phương án D nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng, à, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế thì các bạn thấy phần mềm hướng dẫn căn cứ mục 2 và mục 3. các bạn tìm ra ba phương án là nhóm nhiệm vụ chủ yếu rồi tìm ra một phương án là mục tiêu tổng quát đó à, như vậy các bạn sẽ nhận diện ra thì các bạn lại kích chuột vào file đó để các bạn xem à, ví dụ như các bạn kích chuột vào file các bạn tìm đến mục tiêu tổng quát thì à, các bạn sẽ nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn thì như vậy mục tiêu tổng quát này, này thì các bạn thấy nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất cung ứng dịch vụ y tế thì đây là một cái mục tiêu tổng quát à, trong cái quyết định đó thì các bạn đối chiếu vào đây thì các bạn thấy nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất cung ứng dược phẩm y tế thì đây chính là nội dung của mục tiêu tổng quát còn phương án a b g là các nhóm à, mục nhiệm vụ chủ yếu đó à, như vậy các bạn tra các bạn thấy A, B, C là các nhóm của nhiệm vụ chủ yếu tại mục 3 đó à, các bạn thấy tuyệt vời không này như vậy chúng ta sẽ xoay vào đây chúng ta thấy cái phương án nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất cung ứng dược phẩm dịch vụ y tế là mục tiêu tổng quát à, vì nó đúng như trong tài liệu này Đó học lên đầu này lần sau các bạn đọc các bạn thấy các bạn tư duy thì các bạn thấy đây nó chính là à, mục tiêu tổng quan đó. các bạn cứ, cứ cứ cách học như vậy thôi rồi các bạn tiếp tục cúng cái dạng câu đó à, câu tiếp theo khẳng định nhóm nhiệm vụ chủ yếu à, trong bốn phương án này nội dung phương án nào là nhiệm vụ chủ yếu thì như vậy các bạn căn cứ vào mục ba thì các bạn kích chuột vào file các bạn tìm đến mục 3 là mục nhiệm vụ chủ yếu Đó, nhiệm vụ chủ yếu thì các bạn đã đọc thấy có khoản 1 này đây là một nhóm nhiệm vụ trong khoản 1 này có 1.1 vân vân 1.2 đó là có các nhóm à, nhóm nhóm nhiệm vụ này đây, từ trên xuống dưới thì các bạn thấy là thí dụ nhóm nhiệm vụ thứ ba là phòng chống dịch bệnh quản lý bệnh không lây nhiễm gắn với đổi mới à, y tế cơ sở đó thì các bạn như thế có 10 10 11 nhóm nhiệm vụ đó các bạn di chuyển các bạn thấy cái tên nhóm nhiệm vụ đó, đó. ví dụ như là nhìn nhóm nhiệm vụ phát triển y y dược cổ truyền à, là cái nhóm số 5 này đó thì các bạn đọc như vậy các bạn lướt từ trên xuống dưới sẽ có 11 nhóm nhiệm vụ trong cái quyết định này à, trong trong cái quyết trong cái quyết định này đó thì các bạn soi vào đây à, soi vào mục 3 lớn này đó thì các bạn sẽ soi vào 11 nhóm nhiệm vụ đó nhóm cuối cùng ở đây là nhóm à, tăng cường hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế đó là có 11 nhóm 11 nhóm nhiệm vụ này Thế thì các bạn thấy rằng là soi vào đây thì có 11 nhóm nhiệm vụ thì các bạn soi vào thì các bạn thấy phương án A tăng cường hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế chính là nhóm nhiệm vụ thứ 11 đây. À, chính là nhóm nhiệm vụ thứ 11 đó, thể hiện trong phương án A là tăng cường hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế thì các bạn vẫn căn cứ vào đó các bạn thấy phương án A tăng cường hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế chính là à, nhóm nhiệm vụ chủ yếu một trong những nhóm nhiệm vụ chủ yếu mà nội dung câu hỏi ở đây là khẳng định nhóm nhiệm vụ chủ yếu thì chúng ta khẳng định phương án A tăng cường hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế là nhiệm vụ chủ yếu cũng là lựa chọn để trả lời cho câu hỏi này. Thế còn phương án B, C, D, chúng ta soi vào mục hai lớn, thì chúng ta thấy là B, C, D là nhiệm vụ, là mục tiêu tổng quát được thể hiện trong nghị quyết. Đó là mục tiêu. Đó, các bạn lại học bài mà các bạn lại di chuyển lên, chúng ta phải tìm thấy thì nó mới hấp dẫn và nó mới hằn hằn vào sâu trong vú não chứ còn nó có sẵn rồi thì lại là nó không hàn sâu. đấy chúng ta đối chiếu vào cái mục tổng quát này, mục tiêu tổng quát này để chúng ta soi. Đó, bây giờ chúng ta soi phương án B nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Thì cái nội dung phương án B đây chính là nằm trong tổng quát đây, à, cái phần tôi bôi vàng à, Đó. Thì đây chính là mục tiêu tổng quát à, phương án c xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thầy thuốc như mẹ hiền có năng lực chuyên môn vững vàng tiếp cận trình độ quốc tế Đó, phương án c thì chúng ta thấy đây chính là nội dung của mục tiêu tổng quát đây xây dựng hệ thống y tế công bằng chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế Đó, thì các bạn thấy ở đây à, là nội dung của nội dung của mục tiêu tổng quát đó tôi sẽ bôi giáo bôi đỏ cho các bạn thấy đó thì đây chính là phương án à, phương án C còn phương án D nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất cung ứng dược phẩm dịch vụ y tế chính là nội dung à, mục tiêu tổng quát đây rồi đó các bạn thấy này À, như vậy các bạn soi các bạn thấy là BCG là mục tiêu tổng tổng quát đấy các bạn học một câu nhưng mà học được nhiều câu rồi phương án A chính là à, một trong những nhiệm vụ chủ yếu đấy. phương pháp học như vậy các bạn học như vậy là à, chúng ta sẽ phần mềm hướng dẫn các bạn học là các bạn sẽ nhớ nhận diện được ngay các cái các cái cụm từ đấy, sau đó các bạn nhận diện các cái cụm từ đặc trưng là các bạn nhận diện ra được phương án rất là nhanh đã giới thiệu với các bạn như vậy. À, nhưng ví, ví dụ như các bạn lại muốn về cái câu nào đó cho nó nhanh. Đó thì các bạn thấy là ví dụ các bạn về cái câu uh, uh, 36 chẳng hạn thì các bạn nhấn cho trái đây thì nó về 36 này, đó. Thì các bạn đọc này. Nội dung câu hỏi này đơn vị nào phối hợp với các bộ ngành địa phương để hoàn chỉnh tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện? liên tục và lồng ghép theo 3 cấp độ chuyên môn chăm sóc ban đầu chăm sóc cấp 2 chăm sóc cấp 3 phương án A là đơn vị nào mà là vụ tổ chức cán bộ hay là cục quản lý khám chữa bệnh hay là vụ kế hoạch tài chính và có phương án cả 3 phương án nếu cả ba à, phương án đều đúng thì chúng ta chọn cả 3 phương án có một phương án sai thì đương nhiên là bị loại trừ cái phương án cả ba phương án luôn. Thì căn cứ uh, mục 3 nhóm 8 nhiệm vụ chủ yếu uh, căn cứ vào trên cái nền vàng này. Uh, phần mềm hướng dẫn các bạn tra vào nhóm 8 mục 3 lớn thì các bạn click chuột vào file các bạn tìm đến uh, mục 3 lớn và phần 8 uh, nhóm nhiệm vụ thứ 8 đó. Thì các bạn thấy như nó nhóm nhiệm vụ thứ 8 đây này. ờ uh, phối hợp với các bộ ngành địa phương để hoàn chỉnh tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện liên tục và lồng ghép ba à, theo ba cấp chuyên môn chăm sóc ban đầu chăm sóc cấp 2 và chăm sóc cấp 3 thì đây chính là nội dung của à, nhiệm vụ chủ yếu ở tại nhóm thứ 8 đó thế thì nhóm thứ 8 này là 8.2 đây 8.2 thì có vụ tổ chức làm đầu mối phối hợp với các vụ liên quan để làm các việc từ điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E, điểm G, điểm H. Đó, như vậy tại cái điểm H này, à, tại điểm H này là à, do vụ à, vụ nào đây? thì căn cứ vào à, thầy giáo vừa trình bày ở trên đây là vụ tổ chức cán bộ. Như vậy công việc này nhiệm vụ chủ yếu này là của vụ tổ chức cán bộ đó thì các bạn cái loại câu này khó đấy Ê, các bạn thấy đây chính là phương án a vụ tổ chức cán bộ à, đáp án đúng trên nền vàng g connect answer vụ tổ chức cán bộ chứ không phải là cục quản lý khám chữa bệnh chứ không phải vụ kế hoạch tài chính đó Để đó là học lần đầu này học lần sau các bạn đọc thấy cái nội dung ở này nó liên quan đến tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện liên tục của lồng ghép thì các bạn tư duy một cách tự nhiên nó thuộc công tác tổ chức rồi. đấy, cho nên các bạn ghi nhớ cái phương pháp suy luận cho các lần sau là cái nội dung đây nó nói lên là công tác tổ chức thì các bạn thấy là phải vụ tổ chức cán bộ đó, tư không này, à, thì các bạn học lần đầu thì các bạn phải học như thế, lần sau thì các bạn có dữ liệu thì các bạn tư duy nó ra thôi các bạn suy luận nó ra thôi ta gọi là suy luận đấy phương pháp suy luận rất quan trọng đấy đó vì có dữ liệu thì mới suy luận được ví dụ về câu 19 đó thì ở đây câu 19 thì thì là khẳng định phương án nhóm nhiệm vụ chủ yếu rồi thì ở đây đã giới thiệu rồi chúng ta lại đi cái loại câu khác để các bạn thấy đó để các bạn thấy đến đây là next page là trang sau này next page là trang sau chúng ta muốn sang trang sau thì chúng ta phải chọn next page đó các bạn thấy Uh, next page là sang trang sau thì các bạn lại tiếp tục di chuyển con trỏ để uh, tiếp tục học các câu hỏi trách nghiệm uh, theo cái phương pháp tôi vừa trình bày với các bạn thì các bạn sẽ nắm được toàn văn, toàn bộ uh, cái quyết định này uh, các bạn hiểu sâu luôn uh, nó có rất nhiều dạng câu hỏi trách nghiệm mang tính chất tư duy uh, tức là phân loại cao đấy uh, mang tính chất tư duy rồi uh, ứng dụng vào thực tiễn đó các bạn phải thấy rằng là à, cái việc này là nó nó rất là à, tự nhiên thôi đấy, nó phù hợp với cái, cái cách tư duy của con người đó à, để chúng ta tìm ra được cái phương pháp thì các bạn muốn học cái mục nào các bạn lại next page đấy cứ như thế là các bạn sẽ à, chuyển được hết tất cả các cái câu hỏi à, từ à, câu số 1 cho đến hết để các bạn nắm Đấy thế thì các bạn học theo phương pháp của thầy vừa trình bày thôi, à, Xin giới thiệu với các bạn như vậy là các bạn sẽ nắm rất tốt. À, thí dụ như đây là ấy, chương trình hành động của bộ y tế tại à, quyết định này, thì à, có bao bộ nội vụ có bao nhiêu đề án đây, thì các bạn căn cứ về phụ lục thì các bạn thấy là à, bộ nội vụ có một đề án à, chủ trì, thì à, cái cái phương pháp đây là loại câu định lượng Đấy, tương tự như vậy các bạn cứ lướt từ trên xuống dưới để các bạn ôn xin giới thiệu với các bạn như vậy để các bạn nắm toàn bộ cái cách học à, một cái nghị cái quyết định này nó nhiều thông tin lắm thì phải phân giã nó ra làm nhiều ý nhỏ để các bạn nắm Đó. các bạn nắm thì rất là tốt xin giới thiệu với các bạn như vậy để các bạn có nhu cầu học cái mục này hoặc học cái mục khác thì các bạn để con chó tài sử một lớn này, này một la mã đấy nhấn nó trái một lần thì nó lại quay lại cái trang này thì các bạn lại học cái mục khác cứ học từng tài liệu một hết tài liệu này anh ta tài liệu khác mỗi khi kết thúc phiên làm việc với phần mềm thì các bạn làm gì các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình có hình người này các bạn nhấn nó trái thì xuất hiện chữ thoát thì các bạn nhấn chữ thoát để thoát ra khỏi phần mềm sau đó các bạn sắp đao hệ điều hành sau đó các bạn tắt máy tính tắt nguồn điện để đảm bảo an toàn cháy nổ không nên để điện trong quá trình nghĩa là mình không làm việc đối với máy tính à, và bảo mật cái mật khẩu đã giới thiệu với các bạn phương pháp học như vậy các bạn chỉ đấu chiếu cái là tắt cái sổ thôi à, các bạn kích chuột vào file các bạn mở lên như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm cho viên vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa đọc học tài liệu là như vậy các bạn có nhu cầu hãy kết nối zalo với thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình À, các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chạm tay vào nút đăng ký để chuyển thành đã đăng ký à, khi các bạn nghe youtube thì hôm nay các bạn hãy chạm tay vào nút đăng ký để chuyển thành đã đăng ký mà các bạn đã đăng ký rồi thì thôi à, như vậy các bạn làm như vậy để được hai tiện ích tiện ích thứ nhất các bạn xem video bài giảng theo từng mục tiện ích thứ hai có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất để thông qua cái tài liệu này tôi giới thiệu cái phương pháp học như vậy các tài liệu khác hoàn toàn tương tự đối với các bạn ôn kiến thức dự tuyển viên chức y tế các bạn thấy cái tài liệu này nếu mà không phân giá nó ra thành những câu hỏi trắc nghiệm mà các bạn chỉ đọc mình tài liệu không thôi thì chắc chắn rằng kỳ thi chính thức diễn ra mà dự thi câu hỏi trắc nghiệm là các bạn lung tung à, như vậy chúc các bạn thành công